Hôm nay chúng ta sẽ học ôn ngắn gọn lại cái chương nội tiết. Nhìn vào cái hình này, các bạn chỉ nhớ cho thầy hai từ thôi. Đó là sáu học môn của thị trước tướng yên, ta gọi nó là humeral hormones. Và hai học môn của thị sau tướng yên, ta gọi nó là neural hormones. Đây các bạn nhìn vô các bạn có thấy hai học môn của thị sao, đó là ADH và oxytocin. ADH là một cái học môn nó sẽ giúp giữ lại nước và chúng ta sẽ ít đi đái. Nếu như ADH bị ức chế thì ta sẽ đi đái rất là nhiều, đặc biệt là những người uống nhiều rượu bia, vì rượu bia ức chế ADH. Tuy nhiên hiện nay có một điều ta thấy rằng những cái người nam 60-65, những người phụ nữ 50-55 lại thiếu ADH, vì thế cho nên họ đi tiểu đêm nhiều. Tuy nhiên, cần phải loại trừ những người mà đi tiểu đêm nhiều do ngủ không được, hoặc đi tiểu đêm nhiều do các cái bệnh lý tim mạch. Vì khi mà cái tim nó quá tải, thì tâm nhĩ sẽ tiết ra ANP, cũng gây đái đêm, và tâm thất sẽ tiết ra BNP, và não sẽ tiết ra BNP cũng sẽ gây đái đêm. Như vậy, để hiểu về cái ADH, ta chỉ nhớ một câu đơn giản, uống rượu bia ức chế ADH. Do đó ta đi đái nhiều là do bị ức chế ADH. Tuy nhiên nếu ta cho một cái người đi nhậu uống rượu bia mà ta cho họ uống trước một viên ADH thì sẽ nguy hiểm, bởi vì họ sẽ không đi tiểu và họ sẽ tăng cân nhiều sau khi nhậu, làm huyết áp lên đáng kể. Đối với oxytocin thì ta sẽ chia ra hai nhánh. Trước khi chia, các bạn nhớ dùm oxytocin, người ta gọi nó là hormone tình yêu. Như vậy khi một người nam mà cái thích tình dục đạt đến mức thiên đường, hay còn gọi là orgasm, người nữ cũng vậy, khi đạt orgasm thì tự động sẽ được tiết oxytocin ra. Và đối với nam, nó sẽ tác động lên túi tinh, tác động lên các cái ống dẫn tinh, làm cho phóng tinh. Tuy nhiên nếu vì lý do gì đó người đàn ông không có giao hợp, không có phóng tinh và cũng không thủ dâm thì sẽ bị tức rất là dữ ở vùng túi tinh, vùng ống dẫn tinh, vùng tiền liệt tuyến, mà thông thường trên lâm sàng ta gọi là tức giác. Ngược lại người phụ nữ cũng giống hệt như vậy. Nếu một người phụ nữ đạt đến orgasm khi nửa đêm, người ta nghĩ tới những cái chuyện tình dục, nghĩ đến chuyện tình yêu, những đêm trăng thanh bóng mát, gió mát, mà người ta muốn gợi tình nhưng lại không có người nào thỏa mãn, thì khi mà oxytocin tiết ra được nhiều thì lúc này vú người phụ nữ căng rất là đau, khó chịu, và tử cung cũng sẽ bóp nhịp nhàng, khó chịu. Nếu có được kích thích thì lúc này người ta sẽ thỏa mãn, còn nếu không người ta sẽ cảm thấy rất là phiền toái, cuộc sống rất là không có dễ chịu. Khi ta nói đến sáu học môn của thị trước tuyến yên, ta đã nói đến cái humeral học môn, có nghĩa là những học môn này sẽ tiết theo đường thể dịch và tác động nó từ từ chậm. Thực tế không phải như vậy, ai cũng nghĩ như vậy nhưng thực tế lâm sàng không phải như vậy. Đối với học môn tiết ACTH, ta biết được rằng ACTH là viết tắt của chữ adrenocorticotropic hormone. Thông thường sinh viên cứ gặp chữ ACTH là phớt tỉnh ăn lê luôn, hoặc là bỏ qua, hoặc là không thèm nhớ, hoặc là nhớ sai. Ở đây cái chữ này rất là dễ học. Các bạn nhớ dùm ACTH là viết tắt của chữ adrenocorticotropic hormone. Từ đó các bạn sẽ nắm liền ngay tức khắc và không cần học bài. Adreno có nghĩa là thượng thận, cortico có nghĩa là vỏ, tropic có nghĩa là hướng về. Không được làm với chữ trophic, trophic có nghĩa là nuôi. Như vậy đây là hormone hướng vỏ thượng thận, có nghĩa là khi nó được tiết ra thì vỏ thượng thận sẽ lập tức sẽ tiết ra các chất. Vỏ thượng thận sẽ tiết các cái gì? Ta nhớ vỏ thượng thận có ba lớp: lớp ngoài tiết androsterone, lớp giữa tiết corticoid và lớp trong sẽ tiết androgen. Như vậy các bạn sẽ thấy một người được tiết ACTH, người ta sẽ có mạnh về sức khỏe do androgen, và mạnh về chống viêm nhiễm do cortico, và tăng huyết áp và giữ nước do androsterone. Như vậy rất là dễ học khi ta nói tới ACTH của thị trước tuyến yên. TSH dễ học hơn nữa, nhưng trên lâm sàng thì lại rất là khó hiểu. Ta biết được rằng cho tới giờ phút này, những kiến thức của con người hiểu về T3, T4, người ta cứ nghĩ rằng khi nó được tiết ra nó sẽ tác động rất là mạnh và tăng chuyển hóa rất là dữ. Và người ta chỉ nghĩ tới nó qua các cái bệnh lý như là bệnh Basedo hay là các cái bệnh về cường giáp. Thực tế lâm sàng không phải như vậy. TSH là một cái chất kích cho mọi cơ quan làm việc, nhưng nó lại không tham gia một cách rõ ràng. Có nghĩa là khi các bạn đá banh vào một gôn, một cái banh rất là đẹp vào khung thành ở những cái phút mà
thời khắc quan trọng. Lúc này máu của chúng ta tiết ra rất là nhiều chất làm chúng ta hưng phấn chạy khắp sân. Ta hiểu rằng có vai trò rất lớn của TSH, đồng thời cũng có vai trò rất lớn của ACTH trong cái hoàn cảnh đó. Nói tới rô hormone thì ta phải nhớ một điều, đây là một hormone tăng trưởng. Có nghĩa là khi trong cơ thể của chúng ta có nhiều hormone này thì con người chúng ta sẽ rất là cao lớn. Và người Hà Lan hiện nay được xếp là một trong những người cao nhất châu Âu. Vì sao? Vì họ sử dụng sữa bò quá sớm, quá nhiều. Như vậy tốt hay xấu? Ta biết được rằng nếu một con bò organic thì không có vấn đề gì để nói. Nhưng gần như tất cả những cái sữa bò mà được bán trên thị trường đều là các sữa bò đã được tiêm các cái hormone GH. Vì thế cho nên cái người nào mà sử dụng sữa bò đó sẽ rất là lớn con. Tuy nhiên các bạn nhìn khớp tay của họ, các bạn sẽ thấy có cái dấu hiệu của acromegaly. Điều đó là một điều nguy hiểm. Đồng thời những cái người nam sử dụng sữa bò đó sẽ dễ bị ung thư tiền liệt tuyến. Những người phụ nữ sử dụng sữa bò đó sẽ dễ bị ung thư vú. Như vậy ta phải cần suy nghĩ thêm về chất GH và đặc biệt là các cái thức ăn, các cái thực phẩm hiện nay mà có bỏ doping, động từ to dope có nghĩa là cho chất kích thích vào. Do đó khi ta nghe chữ doping thì các bạn phải nhớ được rằng rất là không tốt cho sức khỏe con người. Rồi, corticoid. Nói tới corticoid thì ai cũng nghĩ rằng đây là một chất rất là tốt, làm cho chúng ta rất mau hết bệnh bởi vì nó chống viêm rất là mạnh. Và khi các bạn lấy một cái bài tác dụng của corticoid các bạn học thì các bạn sẽ không thể nào học nổi, bởi vì tác dụng lên lipid như thế này, tác dụng lên lipid như thế này, tác dụng lên protein như thế này, tác dụng lên bla 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 như thế này, các bạn không nhớ nổi. Thầy chỉ khuyên các bạn học một điều duy nhất, corticoid biến tất cả thành đường. Khi các bạn gặp những corticoid, các bạn coi nó như là một cái chiếc xe tải đang chạy vào nhà máy đường. Trên đường đi nó đụng cái gì nó cũng giục lên xe để biến thành đường hết. Có nghĩa là với cái xương của các bạn nó sẽ lấy hết protein trong xương làm đường. Thế là xương của bạn sẽ trở thành cái cây mục và người đó rất dễ gãy xương. Gì nữa, cái răng của các bạn nó sẽ lấy hết protein làm cho cái răng bạn mục, bạn rất dễ rụng mất hết răng. Nó làm gì nữa, nó sẽ lấy hết mỡ làm cho con người của bạn teo tóp, da nhăn nheo như một bà già. Gì nữa, nó lấy hết protein cho nên các bạn sẽ bị muscle wasting. Có nghĩa là wasting, muscle wasting. Có nghĩa là các bạn bị giống như là ta hay coi cái phim gì đó, hấp tinh đại pháp, muscle wasting. Có nghĩa là nó lấy hết cơ của bạn, làm các bạn suy mòn rất là nhanh. Như vậy, và tất cả đều biến thành đường. Cho nên những người nào có tiểu đường mà các bạn lại chích thêm corticoid cực kỳ nguy hiểm. Những người có suy thận, các bạn chích thêm corticoid cực kỳ nguy hiểm. Tiếp tục, ta học tới các cái hormone prolactin. Prolactin là một chất để gây tiết sữa. Và các bạn biết rằng những con bò sữa trên thị trường đều được chích prolactin để nó tăng sản xuất sữa. Một con bò organic một năm chỉ cho được 1.000 lít sữa. Nhưng một con bò của các cái hãng công nghiệp cao của Thụy Sĩ, của Hà Lan có thể cho 20.000 lít sữa một năm. Điều đó có nghĩa là những cái sữa đó đều là giả tạo, đều là do rô hormone, đều do prolactin, đều do nhiều các cái steroid hormone được chích vào mông con bò đó để nó sản xuất ra những cái đó, để người ta tăng một cái lợi nhuận vô biên về mặt thương trường nhưng cực kỳ nguy hiểm cho sức khỏe con người và tăng tỷ lệ ung thư cho con người. FSH, học FSH các bạn nhớ dùm, đối với nam nó khác, đối với nữ nó khác. Rất là dễ học. Đối với nam các bạn chỉ nhớ cho thầy S là xong, không cần học nữa. Có nghĩa là gì? Chữ S đầu tiên nó là FSH, chữ S kế tiếp nó là tế bào Sertoli, chữ S cuối cùng nó là sperm, có nghĩa là tinh trùng. Điều đó có nghĩa là FSH tác động động lên tế bào Sertoli để sản xuất tinh trùng. Như vậy còn lại các bạn không cần học nữa. Đương nhiên chỉ còn LH đối với nam, có nghĩa là nó phải tiết lên tế bào Leydig để sản xuất testosterone. Không cần phải học, đương nhiên nó phải là như thế. Vì tất cả đã nằm trong SSH rồi. Còn đối với nữ thì chúng ta phải chú ý một chút, FSH làm trứng non thành trứng chính và LH ở nữ làm trứng chính nó rụng. Như vậy khi học tới đây ta nhớ cái câu trong tấm cám, thị dây thị rơi vào bị bà đem bằng ngửi chứ bà không ăn. Có nghĩa là người phụ nữ đó thiếu LH cho nên cái trứng nó cứ lơ lửng hoài, nó không chịu rụng. Dù cho 4 năm thằng đàn ông ôm cái góc thị rung, nó vẫn không rụng. Đây là một cách học bài rất dễ và giúp cho chúng ta nhớ bài rất là tốt. Tiếp tục, các bạn sẽ nhìn qua xuống cái tinh hoàn, xuống cái buồng trứng để hiểu chi tiết hơn về FSH và LH. Đây là những cái chất mà tinh hoàn, buồng trứng đều tiết ra. Và thầy nhắc lại với mấy em rằng, cho tới giờ phút này người ta đã hiểu được rằng
Đối với người đàn ông, sức mạnh là do testosterone, nhưng gợi tình lại là do estrogen. Có nghĩa là người đàn ông nào đã tình đã cảm, trong hóa người đó có một lượng estrogen nhất định, hơi bị nhiều. Đặc biệt là những cái người sướng ca vô loài, những người thuộc cái nhóm sướng ca vô loài, những cái người nào ôm đờn lên hát rất hay, những người nào ca rất hay, đều nằm trong nhóm sướng ca vô loài. Nghĩa là các cái chất gợi tình trong máu họ rất là cao. Vì thế cho nên họ không có khái niệm chung tình, họ chỉ có khái niệm chung mùng mà thôi. Do đó ta hiểu ngược lại, người phụ nữ cũng như vậy. Đối với phụ nữ, cái hormone quan trọng để tạo nên một cái sắc thái phụ nữ đó là estrogen. Nhưng cái gợi tình phụ nữ lại là androgen. Người phụ nữ nào gợi tình nhiều là androgen nhiều. Androgen nó lại làm rậm cái chân mày. Vì thế những người phụ nữ nào chân mày rậm, những người đó rất là gợi tình. Mà tiếng Anh nó gọi là surge of hormone, sexual hormone. Chúng ta kết thúc bài ở đây, ở cái bài hormone này, ở cái hình này. Với cái hình này các bạn nhìn vô, ta giả định đây là một người phụ nữ có một chu kỳ kinh chuẩn, có nghĩa là 28 ngày. Và tháng nào cũng chuẩn như vậy. Thì các bạn sẽ thấy họ sống rất là điềm đạm, rất là điều độ, rất là mẫu mực. Với cái gì? Với những chất được tiết ra đều đặn trong máu. Các bạn chỉ cần coi ngày đó là ngày thứ mấy thì các bạn có thể biết được trong máu họ các chất như thế nào. Nó không phải vô bồ số bộn như là đàn ông. Ở đây các bạn thấy nhiệt độ cơ thể luôn luôn như thế này, nhưng tới ngày rụng trứng nó sẽ lên cao lại. Rồi cái gì nữa? Một cái màu xanh đậm.